giật mình cua được mang trứng và quá trình chuyển giới kỳ quặc. Cua xanh được mất chức năng sinh sản và phát triển mô bùn trứng do một loại ký sinh trùng khét tiếng độc ác. Saculina Cassini được biết đến là một trong những bác sĩ chuyển giới độc ác nhất thế giới động vật. Saculina Cassini là một loài ký sinh tàn ác, chuyên tấn công cua, đặc biệt là cua xanh ở châu Âu. Sau khi bám vào màng lông đáy cua, ấu trùng của chúng tiêm chất vermigon vào máu cua, phát triển thành ký sinh trùng những ký sinh trùng này không chỉ hút chất dinh dưỡng từ cua mà còn gắn vào hệ thần kinh để điều khiển hành vi của cua chúng gây ra những biến đổi sinh lý lớn bao gồm cả việc chuyển đổi giới tính của cua được thành cua cái cua bị nhiễm không thể lột xác cua được mất cơ quan sinh sản và phát triển mô buồn trứng ký sinh trùng đẻ trứng vào túi gắn vào bụng cua và cua được bị điều khiển để bảo vệ và chăm sóc trứng ký sinh như cua mẹ điều này gây ra nguy cơ nghiêm trọng cho nguồn cung cấp cua ảnh hưởng tiêu cực đến con người